Hello đã quay trở lại rồi đây. Tiếp tục video clip kỳ trước liên quan tới những khái niệm ban đầu về tín dụng thì trong tập 6 này mình sẽ nói về những cái khái niệm liên quan tới vận hành trong quá trình làm tín dụng. Thì cái việc đầu tiên đó là nhóm nợ. Thì nhóm nợ là một cái hình thức dùng để sắp xếp và phân loại hợp đồng vay. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chia các cái món vay thành năm nhóm nợ và Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phải có nghĩa vụ cập nhật lịch sử tín dụng, thông tin tín dụng để mà sắp xếp những cái món vay theo nhóm nợ. Thì chúng ta có năm nhóm nợ. Khi bất kỳ một cái hợp đồng vay nào được tạo thì nó luôn là nhóm 1, nó luôn được mặc định bằng nhóm 1. Thì nhóm 1 là những cái món vay đủ tiêu chuẩn và có quá hạn đi chăng nữa thì cũng chỉ là tới à, khoảng 20 ngày thôi. Từ 20 ngày trở đi thì chúng ta sẽ bị chuyển sang nhóm 2. Tương tự như vậy thì thật ra vấn đề ở đây là cái gì? Nhóm là để khi mà các bạn quá hạn quá nhiều thì càng lũy kế, cái số ngày càng cao thì chúng ta sẽ có các nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Thì gần như ngân hàng rất sợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Đây là những món mà các bạn thấy ít á thì cũng đã 6 tháng mà nhiều thì cũng gần như là không có giới hạn luôn coi như là bị mất vốn thì mất vốn là một cái gì đó rất là ghê sợ đối với ngân hàng tại vì thật ra trong kinh doanh mà các bạn kinh doanh mà bạn bị mất vốn là coi như là bạn bị mất tiền rồi thì còn gì là kinh doanh nữa còn gì là lợi nhuận nữa đây là lý do vì sao mà trong bề mặt tín dụng đó, nó luôn có rất là nhiều rủi ro dẫn tới là các ngân hàng các nhà nước của các quốc gia trên thế giới người ta đều phân chia các nhóm nợ để mà quản lý thì mỗi quốc gia nó có thể có những cái cách phân chia khác nhau còn ở việt nam thì chúng ta sẽ chia làm năm nhóm nợ khi bất kỳ lúc nào chúng ta khởi tạo một khoản vay thì mặc nhiên chúng ta sẽ ở nhóm mở số 1. Quay lại làm sao để mà khởi tạo một khoản vay? Thì trước khi khởi tạo một khoản vay tất nhiên là người đi vay phải có yêu cầu về mặt những cái sản phẩm, những cái mong muốn, những cái mục đích bao gồm cả cái số tiền mà người ta muốn vay. Thì từ những cái thông tin đó các chuyên viên tín dụng của ngân hàng người ta sẽ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp và cũng như người ta sẽ thu thập những cái hồ sơ thông tin giấy tờ từ phía khách hàng về mặt nhân thân, về mặt tài sản nè, về mặt mà những yếu tố khác để người ta đánh giá tín dụng của khách hàng. Thì cái việc đánh giá tín dụng thì sẽ thực hiện qua cái công việc gọi là chấm điểm tín dụng. Chấm điểm tín dụng ở Việt Nam thì người ta sẽ có thang điểm từ 300 tới 850, thấp nhất là 300 và cao nhất là 850. Điểm càng cao thì cái khả năng tín dụng của một khách hàng càng tốt, khách hàng nó càng uy tín, khách hàng đó càng đảm bảo khả năng trả, nợ tốt và khách hàng nó càng ít rủi ro. Các cái thông tin thu thập thì bao gồm thông tin nhân thân, ví dụ như là họ tên, ngày tháng, năm sinh, độ tuổi, rồi công việc, rồi à, à, tài sản sở hữu, vân vân cái tài thông tin liên quan tới tài sản đảm bảo ví dụ như là tài sản đảm bảo là nhà hoặc là là sổ tiết kiệm hoặc là giá trị tài sản nó bao nhiêu và cũng như là các yếu tố khác ví dụ như là có ai bảo lãnh trả nợ hay không các có có lịch sử trả nợ tốt hay không hay là có bất kỳ một cái thông tin nào khác có thể ảnh hưởng tác động tới cái nguy cơ mà khách hàng có thể trốn khách hàng có thể có tín dụng thấp tổ chức tín dụng thì sau khi mà người ta thu thập thông tin, người ta sẽ thực hiện chấm điểm tín dụng. thì cái chấm điểm tín dụng này được sử dụng để mà vào trong một cái cuộc họp gọi là xét duyệt qua hội đồng tín dụng. nên các bạn không phải là người ta chấm điểm xong rồi là người ta cho vay liền đâu, người ta xét duyệt liền đâu, người ta phải thông qua một cái hội đồng gọi là hội đồng tín dụng của ngân hàng. Thì qua cái hội đồng tín dụng đó Người ta sẽ đánh giá là khách hàng này Với cái điểm như vậy Với cái mua nhu cầu vay như vậy Vân 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 Thể có khả năng vay hay không Trả nợ hay không Và cuối cùng Cái kết quả cuối cùng Của cái hội đồng tín dụng đó Là có hai thứ Một là người ta sẽ chấp nhận Cho khách hàng vay hay không Hai Người ta sẽ cấp cho khách hàng đó Một hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng chính là Tổng số tiền tối đa Mà người ta có thể vay được Tại sao mình gọi là tổng số tiền tối đa Tại vì có thể ví dụ như là bạn được cấp hạn mức tín dụng 1 tỷ nhưng chưa chắc gì bạn muốn vay một lúc 1 tỷ mà nhiều khi bạn muốn chia ra lúc thì 200 triệu, lúc thì 300 triệu, vân vân Chia làm nhiều lần cho nên là mình nói là tổng số tiền người ta có thể vay được. Tại vì người ta có thể vay tổng luôn là 1 tỷ hay là người ta sẽ chia ra làm nhiều đợt vay. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái cơ cấu chấm điểm tín dụng thông qua những cái hệ fintech thông qua những cái hỗ trợ về mặt fintech thì liên quan tới những cái chấm điểm tín dụng này nó căn cứ vào những cái thông tin thu thập được từ phía internet từ phía online từ phía các cái thông tin có rải rác trên tất cả những cái hạng mục khác nhau trên cuộc sống này của chúng ta trên trái đất này của chúng ta thì các bạn xem ở đây nè chúng ta sẽ có các cái dạng ví dụ như là cái việc mà cái data mà các bạn sử dụng từ nhà cung cấp dịch vụ mạng nè, rồi các bạn có những cái uh, tần suất mà các bạn uh, thanh toán bill nè, rồi cái cái lịch sử lướt web của các bạn nè, rồi những cái vị, những cái xù liên quan tới ví dụ như là định vị các bạn ở đâu, rồi những cái thông tin tín dụng của các bạn, ngoài ra những cái hành vi của các bạn trên Facebook, Twitter hoặc là YouTube cũng được theo dõi rất là nhiều. Thì các bạn thấy ở đây là sao? Chúng ta đang bị theo dõi, chúng ta đang bị tiết lộ thông tin cá nhân, chúng ta đang bị cái mức độ an ninh mạng khá là kém trong cái thời đại số hiện nay. Đây cũng là một cái mà hai lúa muốn cảnh báo cho các bạn là các bạn hãy rất cẩn thận khi mà các bạn thực hiện các cái giao dịch trên mạng, thực hiện các hành vi trên mạng, thực hiện, hiện lướt web, thực hiện on Facebook, YouTube vân vân. Tất cả mọi hành vi của chúng ta đang bị theo dõi rất là sát sao. Cho nên các bạn càng ít giao thiệp trên mạng, càng ít cho phép truy cập vào những cái thông tin cá nhân bản thân của các bạn càng nhiều càng tốt các bạn thấy đây là những mặt trái của công nghệ Các bạn đừng nghĩ công nghệ là cái gì đó hay ho Công nghệ cho các bạn rất nhiều mặt trái Cho nên các bạn cũng đừng có thần tượng hóa về mặt công nghệ Thì qua cái nội dung của bài số 5 và số 6 này Các bạn thấy tín dụng đó, thật ra nó có rất là nhiều cái yếu tố mà chúng ta cần phải tham khảo Chúng ta cần phải hiểu tín dụng là gì Các sản phẩm của tín dụng cũng như là những cái nguyên tắc mà chúng ta vận hành tín dụng Hy vọng qua bài ngày hôm nay các bạn có thể thêm những cái kiến thức về kiến tín dụng ngân hàng Chúc các bạn thành công